Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc diễn tập quốc phòng an ninh năm 2023, dự chỉ đạo diễn tập có các đồng chí trong ban Thường vụ tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại tá Tô Thành Quyết, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Với các tình huống giả định chuyển hoạt động của các cơ quan Sở Lao động Thương binh và Xã hội sang thời chiến, luyện tập giúp các phòng ban nắm được thứ tự hành động trong các trạng thái quốc phòng cuộc diễn tập được thực hiện với các tình huống khẩn cấp văn bản chỉ đạo của bộ của tỉnh và các phương án thuộc sở lao động thương binh và xã hội vào các trạng thái quốc phòng tổ chức chuẩn bị và bảo đảm tác chiến cuộc diễn tập tiến hành với các nội dung cơ bản hội nghị đảng ủy sở lao động thương binh và xã hội ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng hội nghị ban giám đốc triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của ngành từ thời bình sang thời chiến ban giám đốc thông qua kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ của các đơn vị ban giám đốc sở thực hành chỉ đạo công tác chính sách đối với thương binh liệt sĩ công tác bảo trợ phòng chống tệ nạn xã hội các kế hoạch của ngành trong trạng thái khẩn cấp trong tác chiến phòng thủ thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đảng ủy ban giám đốc sở lao động thương binh và xã hội trình độ tổ chức hiệp đồng năng lực làm tham mưu của các phòng đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới